Nếu những năm trước đây, Long Thành chỉ là một huyện hẻo lánh, thì bây giờ, nơi đây đã trở thành một trong những huyện trọng điểm của tỉnh Đồng Nai bởi kinh tế đang phát triển như vũ bão với loạt khu công nghiệp và khu công nghệ cao liền kề đang hoạt động nhộn nhịp, thu hút mạnh mẽ các giao lưu thương mại, dịch vụ. Kinh tế năng động, hạ tầng cũng phát triển theo. Cụ thể, huyện Long Thành nằm trên hệ thống giao thông liên kết 6 tỉnh như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đường sắt cao tốc Bắc Nam và cao tốc Bến Lức Long Thành. Song song đó, hệ thống giao thông đường thủy cũng là ưu điểm vượt trội của Long Thành vì nằm cận liên cảng quốc tế Thị Vải Cái Mép, giúp tạo nên cú hích mạnh mẽ cho phát triển kinh tế. Đặc biệt, quyết định khởi công sân bay quốc tế Long Thành năm 2020 đã giúp bất động sản nơi đây tăng nhiệt. Được biết, dự án có quy mô cấp 4F với diện tích lên đến 5.500 ha và tổng đầu tư hơn 336.000 tỷ đồng. Phấn đấu chậm nhất đến năm 2025, hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 với công suất 25 triệu khách một năm. Giai đoạn 2 đến năm 2035, tiếp tục xây dựng để nâng công suất lên 50 triệu khách một năm. Giai đoạn 3, sau năm 2035, dự kiến đạt công suất 100 triệu khách một năm. Cũng chính những yếu tố ấy đã giúp bất động sản nơi đây đắt giá, thu hút đông đảo dự án, trong đó có Long Thành Central do Asia New Time phát triển và phân phối. Sở hữu vị trí kim cương trong khu đô thị thông minh phía Bắc sân bay quốc tế Long Thành, cùng mặt tiền đường rộng 80m, Long Thành Central được mệnh danh là cửa ngõ vào sân bay. Không chỉ vậy, đây còn là khu dân cư đầu tiên được triển khai trong khu vực quy hoạch của khu đô thị và sở hữu những ưu điểm vượt trội giúp nơi đây trở thành một trong những điểm đến thịnh vượng bậc nhất, sẵn sàng cho một sự khởi đầu sung túc. Đặc biệt, với khả năng tăng giá cao, Long Thành Central sẽ là vàng của nhà đầu tư trong tương lai gần vì cơ hội tăng giá nhanh. Ngoài ra, Long Thành Central còn là nơi hội tụ những ưu điểm có chất lượng cao giúp kiến tạo một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.